Alo. Alo ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. À, chị vâng, chị hôm qua chị có gọi vào cái số điện thoại này bảo là bọn em trúng một cái phần quà phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Anh ơi, phần quà để gồm những phần quà gì ạ anh? Em đọc lại nhé. Dạ vâng. Là bao gồm một cái đồng hồ điện thoại cảm ứng tiếp viên xa chỉ giá 5.800.000 đồng. Dạ. Một tai nghe Bluetooth Samsung chính hãng chỉ giá 1.000.000 đồng và kèm theo đó một phí mua hàng có giá trị di chuyển mặt chỉ giá 10.000.000 đồng. Tổng phần quà chân mình nhận được là 16.800.000 đồng ha anh ha. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh có cần... Dạ những phần quà dạ. Ở đấy thì đã được chuyển về bên em chưa anh ạ? À? Dạ cái kiện quà này là chuẩn bị lên đường rồi đó anh. Qua dạ. Tới bưu điện rồi ạ. Dạ vâng, anh ơi cái này thì bên em có cần phải chi trả phí hay là cái gì không anh? Dạ như em nói hôm qua là vì cái kiện quà của mình nó có giá trị là trên 10 triệu đồng á, nên dựa theo nghị định 42 của Bộ Chi cục Thuế Nhà nước tháng 8 năm 2008 ban hành á, khi mà mình nhận kiện quà trên 10 triệu đồng thì mình bắt buộc phải chịu phí thuế VAT cho bên nhà nước là 10% là 1.680.000 đồng. Em lấy ví dụ thực tế về cuộc sống cho anh dễ hiểu luôn nha. Dạ. Ví dụ bây giờ anh trúng 1 tỷ với số 2 tỷ đi, anh cũng phải bắt buộc là chịu phí thuế VAT cho bên nhà nước là 10% là 200 triệu. Thì bao giờ anh cũng lãnh được là 1 tỷ 7, 1 tỷ 8, không bao giờ anh lãnh đủ 2 tỷ đâu, em nói đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, mà anh ấy cái dạ cái 1 triệu 680 nghìn đấy thì cái kiểu như là anh chị bên anh là chuyển qua bưu điện thì bọn em phải thanh toán cho bưu điện phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. À, cái em phần... không có kêu là anh chuyển. Dạ, bọn em có được cái kiện quà ra trước không anh? À, anh ơi, hôm qua em có cung cấp cho mình một cái số hotline của bên em rồi đúng không? Dạ là vâng. Vì anh yên tâm, tại vì bên em đã mua cái phiếu bảo hiểm kiện quà cho mình á, là bằng cái số chứng minh nhân dân của vợ mình á, em đọc lại nhé. Là 17295659, đúng không ạ? Đúng. Em sẽ mua phiếu bảo hiểm kiện quà cho mình á là... cái phiếu bảo hiểm là trong vòng 365 ngày một đổi một cho mình trong vòng 30 ngày, nó sẽ được dán lên cái kiện quà cho mình á. Thì cảm vì lúc anh khui thì anh cảm ơn anh để ý đừng có xé rách nó giúp em. Và khi á mà nếu mà trong sản phẩm trong cái kiện quà không giống như những gì bên em nói thì anh chỉ gọi điện lên cái số hotline mới hôm qua mới cho vợ mình á, anh cứ gọi điện khiếu nại em sẽ kêu bưu tá quay lại để hoàn trả tiền cho anh. Lúc đó nếu như sản phẩm không như giống như những gì bên em nói, còn nếu mà trong 30 ngày đầu á anh xài cảm thấy không ok, anh cảm thấy không thích cái sản phẩm này, bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ đổi trả cho mình là một đổi một trong vòng 30 ngày. Hoặc là nếu anh cảm thấy không muốn sử dụng nữa thì bên em sẵn sàng luôn là hỗ trợ hoàn trả lại tiền cho mình ngay tại thời điểm đó luôn nha anh nhé. Dạ vâng, bên anh có nói là được một cái thẻ ngân hàng. Dạ. À, cái này không phải là thẻ ngân hàng nha anh. Cái này là thẻ bên em cung cấp cho mình, cái thẻ ngân hàng á là cái thẻ tín dụng. Nó khác với cái thẻ tín dụng một chỗ là cái thẻ tín dụng hàng tháng á, mình xài là mình phải trả phí thuế cho bên ngân hàng. Còn cái thẻ này bên em cung cấp cho mình á là mình xài hoàn toàn miễn phí đó hẳn luôn á. Là cái này bên em cho không mình 10 triệu á. Là như em nói hôm qua á, là do trước đây là chị Lục Thị Linh á, có từng tham gia mua sắm, vay trả góp ngân hàng và có lịch sử thanh toán tốt. Nên ngân hàng 6 tháng mới lọc ra danh sách là 100 người trên 64 tỉnh thành để tri ân á. Và chị Lục Thị Linh nằm trong cái danh sách may mắn của đợt này. Nên em làm bên bộ phận chưa quà tặng, nên em có nhiệm vụ gọi điện để thông báo về phần kiện quà của mình thôi ạ. À dạ vâng, à, cái này thì là bên anh chị là có gửi phần quà đến cho bọn em thôi chứ không phải là liên quan đến bên thẻ phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ, cái này là chuyện anh biết sao không? Tại vì ngân hàng á là nó có rất là nhiều bộ phận khác nhau. Em lấy ví dụ là bộ phận thẻ tín dụng nè, bộ phận chăm sóc khách hàng nè, bộ phận đòi nợ nè, đó luôn. Nhưng mà cái bộ phận bên đây là bộ phận chuyên quà tặng nên có nhiệm vụ là để phát quà cho tất cả những người nhận được kiện quà thôi, chứ không có liên quan gì bên bộ phận thẻ tín dụng đâu ha anh ha. Nên cứ yên tâm đi ạ. Dạ vâng, cái này thì anh bên công ty anh là có chuyển cho bọn em là 10 triệu, đó là tiền bọn em có thể là rút được hay là như thế nào không anh? Dạ. Cái thẻ mua sắm 10 triệu này đúng không? Bên dạ em cung cấp cho mình đó là có hai chức năng. Một là mình đi mua sắm là mình mua sắm luôn. Còn nếu mình rút tiền là mình rút tiền luôn, chứ bên em không có hỗ trợ cho mình. Kiểu như là mình đang mua sắm mà mình nhảy qua mình rút tiền thì bên em không có hỗ trợ cho mình. Còn nếu mình mua sắm thì bên em sẵn sàng hỗ trợ cho mình mua luôn một lần 10 triệu. Còn nếu như mình cảm thấy là quá khá giả rồi, không cần mua bất cứ điều gì, bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho mình là rút tiền. Nhưng mà anh lưu ý anh rút tiền là anh tuân thủ đúng quy định với bên em là một lần rút qua là 2 triệu đồng vào một tháng, anh chỉ được rút 2 lần, tương đương là 4 triệu mỗi tháng và 2 tháng rưỡi anh mới rút xong ha anh ha. À được vâng, à, ví dụ mà bọn em lấy về nhận được cái thẻ đấy thì bọn em sẽ đi rút tiền ở đâu hả anh?
Dạ, anh có thể rút tiền ở ngay tại cái trụ ATM thuộc BB Bank nè, HD Bank nè, ok hết á anh ạ. Vâng. Cái này thì bọn em có thể là rút tiền trước xong rồi bọn em thanh toán cho nhân viên Viettel đúng không ạ? Anh ơi, cái này là vì cái bên bưu điện á là nó giao trước á là không có được mở ra kiểm tra quà nên yêu cầu anh đó là phải thanh toán cho bên bưu điện trước chứ em, sau đó anh đứng ngay tại cái bưu điện anh kiểm tra. Tại vì á cái trong cái bưu điện á là nó có một cái camera quay lại á, thì ví dụ á mà thiếu hay mất món gì á thì anh cứ gọi điện lên đây anh khiếu nại, bên em sẽ hỗ trợ kêu bưu tá quay lại để hoàn trả cho anh nghe lúc đó, anh cứ yên tâm đi nhá. Vâng, tóm lại thì bọn em không được cầm cái thẻ đấy là đi rút tiền luôn hoặc là đi mua sắm luôn trước khi thanh toán tiền mặt phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. À, em nói trước cho anh mất công anh đừng nói em lừa đảo, nên là khi á mà anh nhận tiền quà xong á thì anh cầm cái thẻ đó anh gọi điện lên bên em sẽ hỗ trợ kích hoạt cho mình á, là khi mà anh gọi điện lên, ví dụ là gọi điện lên đúng không, đằng sau cái thẻ là có một cái dãy mã, là cái mã đó là cái mã pin của anh á, là anh gọi điện lên anh đọc hết cái dãy mã đó cho bên em sẽ hỗ trợ kích hoạt mã thẻ cho mình, và trong 24 giờ sau mình mới sử dụng được, chứ mình không thể nào mình sử dụng ngay được. Mất công là anh nói bên em là cung cấp cho anh cái thẻ không sử dụng được là mất công là tổn thất uy tín của bên em ạ. Dạ vâng. Rồi ạ. Vâng, cho em hỏi là công ty mình là công ty gì nhỉ anh nhở? Dạ em làm bên trung tâm chiêu quà tặng liên kết với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank, có một cái tổng của ngân hàng là FE Credit và Homing Bank á anh. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Thì anh ơi. Vâng, cho em anh có cần xin địa chỉ của bên em không ạ? Dạ vâng có, anh đọc địa chỉ cho em luôn đấy ạ. Dạ rồi, bên em có hai địa chỉ nha. Một là 433 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5. Và cái địa chỉ thứ hai là 144 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hết nha anh ha. Vâng, anh tên gì anh nhờ? Dạ, em tên Hùng ạ. Dạ, vâng. Cái này thì bọn em sẽ nhận phần quà. Lát nữa bọn em sẽ nhận phần quà trước, xong rồi là bọn em sẽ đi tóm lại thì sẽ không như thế nào cả, bọn em sẽ phải thanh toán cho nhân viên Viettel trước bằng cái số tiền đó, xong rồi bọn em mới có thể là đi kích hoạt hoặc là như thế gọi điện cho bên anh chị là kích hoạt cái thẻ đấy phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Trong vòng 24 giờ thì cái thẻ đó mới phát huy tác dụng phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Anh ơi, ngoài những cái thẻ đó thì có được tặng một cái điện thoại thông minh phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Và một cái gì nữa anh nhờ? Dạ một cái tai nghe Bluetooth ạ. Một cái tai nghe Bluetooth. Cái giá trị của hai cái phần quà đó là bao nhiêu anh nhờ? Bao tiền anh nhờ? Dạ 5.800.000 đồng và một cái 1 triệu anh. Vâng. Tai nghe là 1 triệu, còn cái đồng hồ là 5.800.000 nha anh nhá. Vâng, cái đồng hồ đó là hãng gì anh? Dạ hãng Fitbit Versa nha anh nhá. À là vâng. Cái này thì nói thật với anh thì bọn em cũng gặp nhiều rồi. Dạ. Vâng, cái trường hợp này thì bên anh thì cũng gọi điện vào rất là nhiều công ty giống như anh đấy. Dạ. Bọn em thì bọn em là người dân tộc thôi, nhưng mà bọn em thì gặp va vấp nhiều rồi. Tóm lại thì nên các anh nên bảo đâu hay là nói như thế nào cho nó hợp lý, chứ em thì các anh cũng không dễ dàng để lấy được đồng tiền em đâu mà. Dạ đúng rồi ạ. Thì vâng. Tiền đâu ai dễ lấy của ai đâu ạ. Vâng, thì cái này thì dạ ví dụ các anh mà bảo là về ở đây bọn em thanh toán xong 24 tiếng mới kích hoạt lại và sử dụng được cái thẻ thì anh nói như thế nào đấy chứ? Thế bọn em cũng học hành cũng chả đến đâu, nhưng mà cái mấy cái thứ đồ này thì bọn em cũng đã từng gặp và đã từng nhiều kiểu xử lý lắm anh ạ. Dạ. Vâng, thì lát nữa thì bọn em cũng sẽ nhận bưu phẩm giúp anh nhá. À anh ơi, cái kiện quà này á, nhanh nhất là 4 ngày và chậm nhất là 7 ngày sẽ được giao đến cái địa chỉ của anh á. Thì ủ kiện quà chưa giao mà anh sao anh nhận, lát nữa anh nhận được ạ? Dạ vâng, thì anh cứ chuyển quà giúp em, xong thì em sẽ nhận giúp anh. Dạ. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhé. Vâng, ok. Thua luôn. Anh đi á, ngân hàng Thịnh Vượng đi á, sao anh...